cô gái gần xa nha. Chúc anh em một ngày thật nhiều sức khỏe nha. Này tiếp tục trở lại bến xưa nha anh em. Rồi bên này có mùi sâu đi chiến ba sa với lại cá tra nha anh em. Này đi với thầy nha anh em. Rồi anh em đợi nào ra tới bãi thì có cá thì view tiếp cho anh em coi nha. Rồi trên đường đi ra bãi nha anh em. Anh em ơi. Rồi, vô. Lên con đầu tiên nha. Anh em ơi. Sủ. Cẩn trọng nha anh em. Ba sa anh em ơi. Ba sa cái hố. Ba sa. Ú nu luôn anh em ơi. Cá hơi nhỏ nữa nè. Này cũng có dấu hiệu cá đang cần sâu, dấu hiệu là cá đang ghẻ ghẻ, nó không chịu ăn anh em ơi. Rồi con cần chuẩn bị về anh em ơi. Chút nữa vô tới trong bãi thì quay thành quả cho anh em coi nha. Bữa nay thì được mấy con cá dảnh, mấy con cá sấu, riêng con cá cóc nha anh em.
Tưởng nó dính gốc thôi nên không có quay anh em. Thôi ơi, bà xa chút tặng anh em ơi. Dính luôn. Sủ nữa anh em ơi. Nước lử nữa rồi. Này tiếp tục lên cái nha anh em. Trời ơi, cái chốt quá trời, cái chốt rồi. Vai luôn. Gì đây? Ôi ôi mày dảnh. Đá okay. Lửa luôn. Okay. Con này hơn nửa ký à. Trời, cả nửa ký rồi chứ không sao. Rồi, con ba xa nữa nha anh em. Sổ quự luôn. Đá hả? Hú hú. Hú nữa anh em ơi. Gì vậy? Cá đường mắt hay vậy? Hú bằng tép nha. Nãy giờ đây hai cây này không ăn luôn hả? Nghĩa mà không dính. Dính từ nãy tới giờ mà. Quan trọng là gì đây? Dảnh. Dảnh. Ơi ơi con dảnh kìa. Qua đã. Chốt anh em ơi. Mấy con hết cái này luôn nha. Xa. Đồ thứ đâu có mà không có cách khác. Vậy em lừa ba xa ăn đó hả? Nãy vậy luôn. Dây nó vậy sợ nó không đứt mà nó sẽ đứt. Ồ, không, nó không đứt dây là cái bè đi rồi. Nó không đứt dây á. Cái nắp này có cái nắp. Cái nắp này sẽ bể rồi. Rồi, thành quá hôm nay luôn anh em ơi. Cắt clip luôn nha. Hẹn anh em clip sau nha anh em.